Vì sao nữ hoàng Ai Cập bị quay lưng? Cách đây gần 10 năm, 9X, 8X chắc hẳn không thể nào quên nỗi ám ảnh mang tên Nữ hoàng Ai Cập, bởi đã tạo ra một làn sóng hâm mộ khủng khiếp. Thời điểm đó, đây là bộ truyện tranh có nét vẽ đẹp nhất với cốt truyện ngập tràn cơm chó. Chuyện xoay quanh nữ nhân vật chính Caron, một sinh viên khảo cổ học người Mỹ, vô tình rơi xuống sông Nin và xuyên không về Ai Cập cổ đại. Tại đây, cô đã gặp vị hoàng đế mặt học sinh thân hình phụ huynh tên Menfusu và trở thành hoàng phi Ai Cập sau khi vượt qua hàng đống âm mưu cản trở các loại la la. Giữa sứ mù thì chột làm vua, nhờ những kiến thức phổ thông có từ thời hiện đại, cô trở thành nữ thần của người Ai Cập. Nhưng nỗi thất vọng của khán giả bắt đầu khi cô càng ngày càng ngây thơ, liên tiếp rơi vào nguy hiểm, làm chồng luôn luôn sống trong sợ hãi. Những đặc điểm ban đầu được đánh giá là tốt đẹp của Caron đã khiến không ít độc giả phát cáu, bởi càng lúc nó càng giả chân. Thế là fan hâm mộ lập tức quay xe và trở thành anti,